Trời ơi, kéo đi, kéo lên. Ui, to kìa. Nó bắn mực và tưởng đâu là con to. Bỏ đây. Không. Rồi đem vô. Mình đổ ấy vậy. Để anh đôi chứ đỏ quên đi. Cho từ nào. To thế mà cứ út à. Bỏ nhanh đi ngay. Em Vinh ơi, lại có cái kênh coi cái cảm giác này. Người bắn rồi. Lại có cái cảm giác này. Này. Hay quá con này. Bà con tay nha, rồi kéo lên đi, kéo lên rớt bây giờ, kéo vô. Bình minh ở nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân nha các bạn. Một anh ngư dân đang thả lưới. Để em chạy qua em lấy cái cần. Ồ, hôm nay ban ngày mà mực nó nổi nè các bạn ạ. Ồ, các bạn thấy mực không? Một đàn luôn nè. Đây là sứa đây các bạn. Sứa này sứa gì mà nó nhỏ nhỏ mà nó dài không biết. Rất nhiều. Nãy có đàn mực lá nhỏ nổi các bạn. Thường là mực là cắt ghe với tàu của anh em mình là câu ban đêm không các bạn. Ban đêm cắt ghe thắp đèn sáng lên để dụ mực nha. Hôm nay sao ban ngày mà mực nổi lên một đàn nãy không biết. Lấy từng câu ra thì mực nó lặn hết các bạn. Sẵn dịp này tối nay mời các bạn cùng mình câu mực ở biển Bình Thuận nhé. San hô mấy anh em lặn ở bờ đá lên bắt lên rồi rửa sạch đấy các bạn, đẹp quá. Này để vào các hồ cá là tuyệt vời luôn á. Đây các bạn. Các bạn có thấy đằng xa như là mấy ghe con mực không? Xa lắm, cái đèn đó là đèn của mấy con mực á. Trời tối rồi nha. Thì mấy anh em ở tàu cũng câu mực các bạn. Bữa hôm câu nhiều quá mà bận việc cho nên không có quay. Hôm nay là anh em tổ chức câu mực cho nên là quay lại để giới thiệu tới các bạn nha. Vậy. Anh em thắp đèn để mà dụ mực tới nha các bạn. Phải có sáng như vậy nè. Ô,
Mình đổ ấy giờ. Để em đôi chứ đỏ quên đi. Từ từ nào. To thế mà cũng úp à. Anh Việt ơi, lại có mấy kênh coi cái cảm giác này. Người bắn rồi. Lại coi cái cảm giác này. Trời ơi, kéo đi, kéo lên. Ui, to kìa. Nó bắn mực mà tưởng đâu là con to. Bỏ đây, không. Rồi, đem vô. Thôi ông ơi, nó tuột vô luôn bây giờ. Ông à, bỏ xuống đi. Con to. Kìa. Con cá đuối hay gì kìa? Cá chim à? Gỡ đi. Em là người em không công thôi. Em là người em không tiền. Tư dính rồi à? Dính nữa đó. Khoa đèn lên anh Vũ. Rồi cho vô nào luôn, Đây anh quay vô nồi luôn này, quay vô nồi luôn. Mình xin kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.